Nhận định soi kèo trực tiếp bóng đá Senegal với Algeria 2 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2019. Thế là một vòng chung kết giải bóng đá châu Phi đã sắp sửa kết thúc. Cả hai đại diện là Senegal và Algeria góp mặt ở trận chung kết tới đây đều rất xứng đáng và hứa hẹn họ sẽ tạo ra một trận cầu đầy hấp dẫn dành cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Cập nhật tỷ lệ kèo, thông tin trước trận đấu, link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Đến với trận chung kết sắp tới, Senegal thắng 4 trận, hòa 1 trận và để thua 1 trận. Đáng chú ý là trận thất bại duy nhất đó lại đến từ chính đối thủ họ sắp phải chạm trán tới đây. Nhìn chung, xét về tổng thể thì đoàn quân của huấn luyện viên Aliou Cissé là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt nhất giải đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ chưa thực sự thuyết phục. Lối chơi đang khá đơn giản và rất dễ bị bắt bài khi hầu hết các đường lên bóng là tập trung cho Mane hay Keita bứt tốc. Nhưng một khi hai cầu thủ này chơi dưới sức là những chú sư tử Teranga lâm vào bế tắc. Trận thắng may mắn trước Tunisia ở bán kết là một ví dụ. Bên kia chiến tuyến, Algeria vẫn đang có thành tích bất bại với 5 chiến thắng cùng 1 trận hòa sau 6 lượt trận ở giải đấu năm nay. Tuy không có được nhiều cá nhân nổi bật như Senegal nhưng họ lại đang sở hữu một đội hình rất đồng đều được dẫn dắt bởi ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Manchester City là Riyad Mahrez. Đặc biệt là dưới bàn tay của huấn luyện viên Cemo Belmadi, Algeria đang thể hiện lối chơi hiệu quả, nhưng không kém phần chắc chắn. Họ đề cao tính tập thể và tính tổ chức lên hàng đầu. Bên kia chiến tuyến, Algeria vẫn đang có thành tích bất bại với 5 chiến thắng cùng 1 trận hòa sau 6 lượt trận ở giải đấu năm nay. Tuy không có được nhiều cá nhân nổi bật như Senegal nhưng họ lại đang sở hữu một đội hình rất đồng đều được dẫn dắt bởi ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Manchester City là Riyad Mahrez. Đặc biệt là dưới bàn tay của huấn luyện viên Cemo Belmadi, Algeria đang thể hiện lối chơi hiệu quả, nhưng không kém phần chắc chắn. Họ đề cao tính tập thể và tính tổ chức lên hàng đầu. Trong quá khứ, hai đội đã từng gặp nhau tổng cộng 7 lần và kết quả là Senegal đang hoàn toàn lép vế khi chỉ thắng được 2 trận và để thua tới 4 trận. Đáng chú ý là ở 5 lần chạm trán gần nhất thì Algeria đã giành tới 4 chiến thắng và để hòa 1 trận. Thống kê này cho thấy Algeria đang có được sự tiến bộ vượt bậc và luôn tỏ ra khó chịu ở những lần đối đầu gần đây và có lẽ lần tới không phải là trường hợp ngoại lệ. Có thể thấy, cả hai đội đều đang sở hữu hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Với Senegal là họ chỉ để lọt lưới có 1 bàn trên 6 trận vừa qua. Còn với Algeria cũng chỉ kém hơn một chút với 2 bàn. Hơn nữa, họ đã khá hiểu nhau và đương nhiên sự thận trọng sẽ được đề cao ở trận chung kết này. Vì vậy, họ có thể trông chờ vào mùng một trận cầu bùng nổ mà hai đội sẽ tạo ra. Ngoài ra, theo thông tin thống kê về soi kèo tài xỉu thì 6 lần gặp gỡ gần nhất giữa hai đội kết thúc với 4 trận xỉu và chỉ 2 trận tài. Với những thống kê trên thì dự báo trận đấu này sẽ có ít bàn thắng được ghi.